Ok, chào mừng anh em. Chúng ta đến với trận tiếp theo của cái quiz stage 2 này. Ở đây, ở bên đây sẽ chính là nhánh thắng giữa seed thứ 2 Mizumi và seed thứ 18 I love PP 16782 aka Silingers. Cái trận này thì tôi không thấy commentator nào ở đây cả, cho nên tôi đoán là tôi sẽ solo com của cái trận này. Thì một chút về giới thiệu sơ qua về hai player này thì Salinger thì DT chúa, rất hơi kiểu như là mấy map DT anh ấy càng quét mọi thứ. Còn với Mizumi thì thiên về all rounder hơn. Đó. Và về cái performance của cái round trước của cả hai player thì về cái performance trước của cả hai player thì nói sao nhỉ? Mizumi có một cái score DD3 SS. Cái highlight của nguyên nguyên cái stage trước luôn. Còn Silinger thì nói sao nhỉ, hơi xui tí khi mà anh ấy bị đánh bại, cho nên là anh đâu khoan đã, từ từ nhanh thắng mà, oops, từ từ tôi coi lại start cái à không, tôi đang start rồi, nhưng mà thôi thì chúng ta đến với cái protect đầu tiên của Mizumi. Cái protect thì chắc là tôi nghĩ Mizumi sẽ protect DT3 hoặc là không, tôi mất nắm. Có vẻ như anh này khá là tự tin với cái khả năng đọc low air của mình khi mà cái stat low air của anh ấy cao hơn hẳn 1000 so với Salinger. Và đúng như là DT player, DT2 đã được protect vượt của bên phía Salinger. Ok, để xem là ban của bên hai player nó sẽ thế nào đây. Liệu có khác biệt gì so với trận trước không? Đúng. Và một cái ban đầu tiên đánh thẳng vô cái điểm mạnh của đối phương, DT1. Và một cái ban DT1 có vẻ như là khá dễ đoán đến mức mà rep chúng ta phải nói là ok. Đúng cái ban rồi đấy. Tiếp theo để coi với cái điểm điểm mạnh của mình, một cái điểm mạnh của mình bị ban thì anh ấy sẽ đáp trả đối thủ thế nào đây. Để xem. Chúng ta có một cái miss, một cái sự copy hơi bị nhầm, hay là không biết rõ gì, gì nữa đến từ rep. Tôi mong là anh rep này không scope nguyên cái trận nha. Cảm ơn. Hắc một. Ủa mà sao thấy nhiều người ban Hắc một không ta? Cái map đó đâu phải là quá buồn ngủ rồi nhỉ? Hay là chắc tôi nghĩ là player sợ bị miss em cái Hắc một chắc vậy. Tại vì nếu như tôi chơi qua của cái Hắc một này thì nó thực sự nó chỉ là thuần aim, nó kiểu như nó móc một và bật hard rock lên đó, cho nên là chắc là player sợ bị shit miss cho nên là bán, cũng như là trận giữa tôi với Lúi hồi Lúi nó ban hard rock một I guess. Và vâng, pick đầu tiên đánh ngay điểm mạnh của mình, DT3. Thì ok, xét về cái round trước của cái đi đó, trước đi ba của cả hai player này thì như tôi đã nói hồi nãy, Mizumi SS SS DT3.
Còn Saliger thì cũng có một cái hình như reverse choke, tôi không biết là reverse choke hay là SC nữa, nhưng mà nó vẫn là S rank, cho nên là để xem, để xem DT3 này có ai sẽ win được cái này không, hay là Mizumi lại tiếp tục với cái SS thứ hai của anh ấy. Nói chung là cái DT3 này cũng khá là khó để mà dự đoán ai win được, tại vì đều là DT, đều có thể chơi được hết DT, đặt AR này cũng chiến được thoải mái, quan trọng là có bị lỡ bị miss aim hay không thôi, map này chỉ có thế. Đến cả tôi không phải là DT player còn 900k map này được, thì hai player này chắc chắn là phải dựa vào accuracy, không thể nào bọn họ có thể miss một cách chôn chôn được. Và đó là tín hiệu cho việc bắt đầu trận đấu với pick đầu tiên DT3. Không nghĩ là PC sẽ là top 8 biệt đâu. Mizumi, cái này biết cục biết của Mizumi mà. Ôi chưa gì thêm một cái 100 từ phía Mizumi rồi. Bài bài 2S, bài thật sự là đi bài bài 2KS rồi. Nhưng mà cái accuracy thì nó trade lại về phía bên Salinger, cho nên là score khá là tương đồng. Ủa khoan. Ủa, từ từ, Salinger biết ở khúc nào nhưng tôi không để ý luôn. Có vẻ như là Mizumi drop một tí accuracy nhưng mà nó không quan trọng, bởi vì Salinger đã có một cái pha miss ở khúc nào đó mà tôi không để ý. Có vẻ như là kết quả đang ăn ngủ nếu như mà Mizumi không phạm một sai lầm nào cả. Cái gap score nó đang ngày càng tăng lên, nó đã lên tới 67k rồi, nhưng mà mọi thứ đều có thể đổi nếu như player nào trong đây sẽ bị player nào trong đây admit. Nhưng mà có vẻ như, nhưng mà accuracy của hai bên không hề drop một tí nào, thậm chí là đang ở 99 75 7 và 68. Đúng là DT player rất là thoải mái ở cái map pick này, chơi như cơm bữa vậy. Vâng, vẫn chưa ai drop một cái 100 nào cả. Nhưng mà với cái lợi thế về combo thì đây chính là điểm đầu tiên cho phía Mizumi. Anh ấy đã chứng minh được khả năng chơi DT3 của mình từ round trước. Một team mishap từ drop accuracy từ phía đầu nhưng mà nó vẫn là 3 x 100. Ôi sai linh với một miss, nhưng mà anh ấy NS choke, anh ấy NS choke gì với một miss đấy, cái gì vậy? Ôi trời ơi, rất là hên cho Mizumi khi mà rất là hên luôn, đó là Mizumi Salinger một miss troll tới cái SS đấy. Nếu không là Mizumi đã bị thua bởi cái chính pick của anh ấy, chính cái SS pick của anh ấy rồi. Troll right, troll right, real no cap. Trời ơi, Ba nãy và Salinger không bị miss troll nên là chúng ta có một SS thứ hai ở DT3 đó, và rất là nhanh chóng chọn cho mình ngay luôn cái pick thứ hai, đó là Nomad 2. Riêng về cái Nomad 2 này thì tôi không biết ai thắng nha, tại vì khá là finger control. Còn về qualifier stat thì không phải, để coi lại, để nhớ lại cái stat của bên qualifier các này tí.
Không, Mizumi thì vẫn trên kèo Salinger về cái Nomad 2 ở Qualifier, nhưng mà nó chỉ là 100k, cho nên là có vẻ như là Nomad 2 này sẽ khá tương đồng về accuracy. Nhưng mà combo thì không biết nha. Map này nửa đầu dễ bị break combo lắm, cho nên là who knows. Ok, chúng ta đã có tín hiệu bắt đầu trận đấu đến từ phía lobby. Golf. Chơi gôn nào các bạn. No mode 2. Như tôi nói hồi nãy, đây chính là một cái pick để về thứ nhất check accuracy, thứ hai check xem là ai bấm pin nốt hay không. Ôi trời ơi, một đống 100 crop đấy từ Salinger và mất kế tiếp theo là một cái miss. Anh này không có bút kỹ lưỡng rồi. Bình tĩnh Salinger ơi, bình tĩnh. Mới bấm pick thứ hai thôi. Đừng để bị down. Nhưng mà xét về accuracy thì cả hai khá tương đồng, nhưng mà combo đây phía về Mizumi thì nhưng mà Salinger lại drop cho mình thêm với combo nữa. Có vẻ như đây anh ấy đang không ở trong cái tình trạng tốt nhất sau cái pha một miss DT3 vừa rồi. Anh này chắc là anh này theo kiểu gì ta, 900k in match, 400k in match, 900k in practice, 400k in match rồi. Thôi rồi anh ơi, anh có một lượng fan đấy, nhưng mà tại sao anh lại break cái này? Không, nhưng mà nếu mà xét theo về cái accuracy thì có vẻ như Mizumi thực sự nó đây trên rất rất là trên kèo với 99,3%. Sai Linker ở đây sẽ phải cầu vong trong một cái phép màu nào đó xảy ra, đó là việc Mizumi break ở cái section nào đó ở cái khúc này, nhưng mà lướt sau khá là một cái stream free cho nên hơi khó. Chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Để xem. Vâng, không ai drop combo cả. Có vẻ đây là dấu chấm hết cho Salinger và đây chính là cái breakpoint đầu tiên cho Mizumi. Một cái pick Nomad 2 khá là sai lầm và tai hại. Đặc biệt là sau khi chơi DT3 đến từ phía bên Salinger. Thôi rồi, các bạn đang ăn ngu. Anh ấy đã cố gắng nhưng mà xét về một cái xét về phía overall player như Mizumi thì pick này hơi khó thật. Yep, 7 nhân 100, accuracy rất là xịn sò. Thế thì thôi. Chúng ta sẽ quay về pick của Mizumi. Thì có vẻ như là Salinger đang có một cái pa hơi bị hoảng hồn tí khi mà thấy Mizumi performance tốt quá. Tôi mong là anh ấy có thể calm down lại, bởi vì cố lên. Anh chỉ cần tự tin và được quăng game là vừa. Lại là một cái map Hidden Bar nữa. Có vẻ như map này xuất hiện rất là nhiều, trong đó có cả map của tôi. Về cái Hidden Bar này thì để tôi coi lại stat tập 2. Để tí, để tí. Hidden Bar này thì
Khoan. Ồ, hình như cái Hidden Ball này chưa chưa ai chơi luôn. Chưa ai chơi Hidden Ball này thì coi như đây là một cái pick hoàn toàn mới. Ủa, chúng ta sẽ bắt đầu với cái pick Hidden Ball. Lại là phía một cái file early break từ Salinger. Anh ấy cần phải tĩnh tâm lại, chứ không là thôi rồi. Chả lẽ lại là một point nữa cho Mitsubishi chăng? Một cái file Wiggle Break. Rất là không phải anh ấy từ phía Mizumi chấm hỏi. Ủa? Từ từ cái stream đấy chia hit mà ta. Sao anh ấy lại biết được? Cảm giác như là anh này đang sai riết cái map này hay sao ấy. Nghi vấn lắm. Nhưng mà... Ủa khoan đã. Ủa khoan từ từ. Ủa từ từ. Salinger biết khúc nào nữa chưa? Đang Mizumi đang tạo kiến tạo cho Alon đang tạo một cái kiệt tác cho Salinger build combo, nhưng mà sao anh ấy lại quăng quăng ra ngoài ơi. Nhưng mà với cái lượng combo khá là tương đồng thế này thì liệu sẽ có cơ hội nào cho Salinger có thể kéo điểm lên hay không đây? Đặc biệt là chúng ta chuẩn bị tới cái đoạn một ba lớn lộn này. Ok, để coi Mizumi ở không, anh ấy thật sự không sai, anh ấy cũng đã chơi qua map này rồi. Và vâng, đó đó là Salinger với rất nhiều Farrog Accuracy và một cái miss. À, không đâu phải, Mizumi trade cái miss đấy, nhưng mà nó cũng không quan trọng, cái gap tan là 50 mấy k rồi. Có vẻ như cái này cái... ok, chúng ta có hiến một cái hai cái chấm hàn rất là chấm ok, rất anh ấy, anh Mizumi đang rất là thắc mắc về cái performance của mình, giống như tôi cũng thắc mắc về cái performance hết hidden bar của tôi trong cái match của tôi hồi hôm qua. Nhưng mà không sao cả, bởi vì Salinger lại mistake rồi, và đó là dấu chấm hết cho cơ hội ăn break point của anh ấy và một điểm tiếp theo cho Mizumi. Ở một điểm tiếp theo chưa kèo rồi. Vâng. Cả hai đều ba miss, nhưng mà combo game thì Mizumi ăn chập. Nhưng mà tôi nghĩ là Mizumi cũng không hài lòng cho lắm về cái play này bản thân, khi mà chót cũng hơi nhiều so với thường lệ. Cái bài anh ấy xuống một một. Ê anh ơi, anh ơi, anh ơi bình tĩnh, còn mình cầm protect mình vẫn win được. Anh ơi, chill, 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 chill. Anh vẫn còn fan, không sao, kéo lại được, kéo lại được. Winnable, winnable, đúng rồi. Chơi Protect của... Chơi ngay Protect mà luôn, DT2. Anyways, nhắc tới DT2 là một cái map speed tôi xin phép được quảng cáo cho anh em về nhà tài trợ chúng ta của hôm nay, Voting. Bài boss speed dở. Nhưng bạn nghĩ bạn có technique, nhưng mà bạn thấy cái phím mình nó bấm theo kiểu như là nó bị nút lót rất là nhiều. Không sao cả, Putin sẽ lo điều đó. Chỉ với giá tầm 1 triệu hơn, bạn có thể sở hữu cho mình một cái con Putin UVU mà có thể cân được mọi map từ speed đến finger control các thứ mà không lo bị double input các thứ các kiểu. Hãy truy cập ngay putin.io sẹt UVU. Tôi không nhớ, không biết đúng link không, để mà sở hữu cho mình một con bút tiên UVU ngay nhé. Link sẽ có trong cái khung chat ở đâu đấy tôi không biết, nhưng mà get one for yourself.
Super Saiyan Mu Bình mới ngà. Anyways, bắt đầu với cái map pick tiếp theo của phía Silinger TT2. Liệu anh ấy sẽ là có làm một pha blunder nào nữa không, hay là đây chính là sự tỏa sáng của anh ấy? Rất nhiều nhân 100 đến từ phía Mizumi. Silinger tạm thời đang có để thể dẫn đầu nhưng mà không trái lại cây gáp rồi, lại trade lại qua bên xanh nữa, lại qua bên đỏ hay anh tactical miss đến từ Salinger anh ấy thực sự cần phải tĩnh tâm lại. Chuyện gì sẽ xảy ra tới anh ấy vậy? Alo, tôi cần ai đó đến với Salinger và kêu là bình tĩnh, hoặc là rep rep ơi kêu Salinger bình tĩnh lại. Chứ cứ performance này chạy lên, đây là một chạy sweep. Đặc biệt đây là một cái max speed, nó cũng là sở trường của Salinger. Ôi trời ơi, cái gap đang càng ngày càng tăng lên, nó là 130, 40 rồi tới 50 rồi. Và phong độ của Mizumi có vẻ không hề giảm, và thậm chí còn tăng thêm so trong mọi map pick. Hai player đều đang bấm cái speed này rất là nuột, rất là thoải mái. Ôi rồi, có vẻ như đây sẽ là một cái FC đến từ phía Mizumi và rất là tiếc cho Salinger khi mà làm một cái farm miss rất là sớm. Tactical miss, nhưng mà tactical miss này lại không hoạt động. Buồn thay. Và đó là 4-0. Ôi tôi không muốn chơi này trên sweep đâu. Và nếu mà chơi sweep đi nữa thì tôi xin phép được quảng cáo tập 2, nhưng mà đây là quảng cáo về hai trận đang ở nhánh thua đang được stream ở phía bên kênh Twitch BCLB. Thì anh em nào thấy trận này kết thúc nhanh quá thì có thể ghé qua ngay bên kênh Channel B để xem được trận đấu nảy lửa giữa hai bên player của nhánh thua nữa nha. Qua qua bên kênh đó đi, kênh đó chắc là vui hơn bên đây, bên đây solo con buồn lắm. Ok, để quay lại trận đấu thì thôi, Mizumi chốt chốt xỏ cho mình được có pick, có thể như đây là pick cuối Hot Rod 3. Ok, tôi sẽ ngồi coi stats tiếp theo. Một lần nữa Mizumi lại ăn score của Salinger tận 200k. Xét về cái Hot Rod 3 performance round trước thì có vẻ đây sẽ là một cái sweep 5-0, hay là Silinger sẽ giấu một con bài bí mật nào đó mà chúng ta không hề biết được. Để xem. Để xem đã, chúng ta we just know. Ủa bắt đầu chưa? Ok, bắt đầu rồi. Nó drop về. Liệu ai sẽ win được cái pick này? Lần này tôi thực sự mong là Silinger sẽ thắng, cho nên tôi sẽ không nói cái gì cả. Nhưng mà tại sao anh ấy lại drop rất nhiều 100 vậy? Ok, trận này tôi sẽ cố gắng không nhắc đến tên của anh ấy, và tôi sẽ nhắc tên của Mizumi. Chắc chắn là vậy. Và về cái việc triệu hồi anh Bảy bị bay màu thì tôi mong là ai đó sẽ gọi trên không chat là kêu anh triệu hồi anh Bảy lên anh Mizumi. Tại vì tôi không muốn trận này là một cái trận sweep đâu. Salinger cũng rất có potential mà.
Ok, ngoài cái đoạn này không ai rock một tí combo nào cả. Nhưng mà về cái mặt accuracy thì Bisbee vẫn đang trên đà lấy đấy. Ôi trời ơi, là một cái fabric combo cùng một chỗ từ từ phía cả hai player. Ok, từ từ Bisbee grab break thêm. Ok, trận này sẽ hơi bị khó nói tại vì nó lại là break. Ok, triệu hồi anh bảy của anh Jackie như có hoạt động ở đây. Nhưng mà như nó hoạt động cho cả hai player luôn. Ok, và chúng ta đến với một cái đoạn pre combo tiếp theo sau cái break đây. Salinger sẽ nắm nắm bắt thời cơ này để có thể kéo lại cho mình combo được không? Nhưng mà với cái accuracy thế này thì khá là khó. Tôi vẫn chưa thấy cái gap nó thay đổi tí nào cả. Và thôi rồi, niềm tin đã vụt tan, Salinger đã bay bầu. Ôi rồi anh ơi, anh ấy đã bù bút và đó là 5-0, một cái trận sweep. Một cái phê trận mà Mizumi đã bắt Salinger bay quét nhà sạch, xé thơm tho. Bé sạch luôn mà. Một cái score nó còn hơn cả so với round trước của Mizumi đã giúp cho việc đẩy luôn Salinger đến với xuống 1-1. Và gì ta, hình như là Mizumi thắng cái trận này là bay hẳn vô luôn cái vòng trong đúng không nhỉ? Để check lại đi. One moment again. Để ra coi. 2-1-0-2-0. À, không. Thật ra là Mizumi sẽ bay lên nhánh 2-0 và anh ấy chỉ cần thắng thêm một trận nữa là bay vô hẳn vòng trong luôn. Cho nên là chúc mừng Mizumi đã lên tới nhánh 2-0 và hơi chia buồn tí so với Salinger trước khi mà performance anh ấy hơi bị dễ chốt. Bắt đầu từ việc chốt SSDT3 với một miss và anh ấy chốt luôn nguyên cái kéo dài các map còn lại, khá là buồn. Thôi nói chung là cái commentary của tôi đến đây là hết. Thì có tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái kênh của VCLB để mà chứng kiến, để tôi coi như là bắt đầu cái trận của gì nhỉ? Từ từ bật lại tiếp lần hai cái. Có vẻ như là trận Zayucat với Tomato Hùng vẫn đang ở đâu từ cái trận Komori và Huy xét thì Komori thắng 5-3. Ủa Komori thắng luôn, anh Dũng kinh vậy. Ok, và ở phía bên kênh B đang chiếu trận đấu giữa Zayucat và Tomato Hùng, cho nên là anh em, tại tỷ số đang 3-0 cho nên anh em vừa có thể kịp để mà check qua kênh đi. Cho nên là chúc anh em có một buổi tối vui vẻ và tôi sẽ kết thúc stream tại đây. Bye bye.